Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022 Liệu cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc nếu đàm phán với Putin đi quá giới hạn Tuần trước, Ủy ban cấp tiến của Quốc hội đã công bố một lá thư có chữ ký của 30 thành viên Đảng Dân Chủ Tự Do Trong Quốc hội kêu gọi Tổng thống Biden thực hiện các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ để đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine Bức thư sau đó đã được rút lại trong bối cảnh phản ứng dữ dội cho rằng hoa kỳ nên tiếp tục hỗ trợ quân sự quân đội cho ukraine đồng thời tăng cường nỗ lực tìm kiếm một khuôn khổ thực tế cho một lệnh ngừng bắn bức thư đã gây ra phản ứng dữ dội từ nhiều thành viên quốc hội bao gồm cả một số đảng viên đảng dân chủ thượng nghị sĩ Chris Murphy đã cảnh báo về một mối nguy hiểm về mất đạo đức và chiến lược khi hội đàm với tổng thống nga putin ở giai đoạn này trong cuộc xung đột nhà trắng đã trả lời bằng cách nhắc lại họ không thấy có chỗ cho các cuộc đàm phán ngay bây giờ. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 60 tỷ USD viện trợ quân sự so Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2. Sự hỗ trợ đó cùng với viện trợ từ các đồng minh NATO đã giúp Ukraine kìm hãm bước tiến của Điện Kremlin và thậm chí là một cuộc phản công thành công trong những tuần gần đây. Trong một cuộc xung đột, chính quyền Biden luôn khẳng định rằng Ukraine mới có thể quyết định khi nào nên theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một sắc lệnh chính thức tuyên bố các cuộc đàm phán với Putin là không thể. Nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại cho rằng không có gì được và mất nhiều bằng đàm phán với Putin vào thời điểm này trong cuộc chiến. Họ đưa ra trường hợp rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có thể hiểu được sẽ phải bao gồm các nhượng bộ lớn đối với Nga, bao gồm cả việc cho phép Nga chính thức xác nhập một số lãnh thổ Ukraine mà nước này đã chiếm được. Về cơ bản sẽ là phân phần thưởng cho cuộc xâm lược của Putin. Những người khác cho rằng sẽ thật ngu ngốc nếu đàm phán ngay bây giờ khi cục diện cuộc chiến đang có lợi cho Ukraine. Một số người cho Ukraine, một số người cho rằng cũng có nguy cơ theo đuổi ngoại giao chống lại mong muốn của Ukraine, có thể phá vỡ liên minh quốc tế thống nhất ủng hộ Kiev khi cuộc chiến sắp diễn ra vào tháng 9, thứ 9. Nhưng những người khác cho rằng bất chấp những thành tựu mà lực lượng Ukraine đã đạt được trong những tháng gần đây, triển vọng là rất mỏng manh rằng quân đội Nga lớn hơn nhiều sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Họ cho rằng dù có vẻ khó chịu nhưng nhượng bộ Nga là một kết quả tốt hơn là để chiến tranh kéo dài vô thời hạn nhằm theo đuổi một cuộc chiến thắng có thể không bao giờ đến với Ukraine và hàng ngàn người nữa có thể bị chết. Một số chuyên gia cho rằng ngoại giao với Nga là rất quan trọng ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình dường như là bất khả thi ngay bây giờ. Họ nói rằng một cuộc đối thoại cởi mở có thể tạo tiền đề cho một lệnh ngừng bắn cuối cùng khi các điều kiện thay đổi trên đường đi và quan trọng sẽ là giúp xoa dịu căng thẳng giữa Nga và phương Tây vốn làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ngoại giao có ý nghĩa hơn nếu nó được tập trung đúng mức Hoa Kỳ thắng mặc cả bây giờ về kết thúc của cuộc chiến Ukraine đó là quyền của Kiev ngay cả khi Hoa Kỳ muốn áp đặt một giải pháp nó không thể nhưng đã đến lúc các cuộc đàm phán khẩn cấp về việc nào để giữ cho cuộc chiến khủng khiếp này không trở thành một điều đó tồi tệ hơn. Mặc dù có thể cỗ máy chiến tranh của Nga, nếu có thể gọi như vậy, chỉ đơn giản là sụp đổ ở Ukraine. Nhưng có nhiều khả năng chiến tranh sẽ kết thúc trong một số thỏa hiệp nộ rộn liên quan đến một dàn xếp thương lượng. Thừa nhận điều này, và việc tiếp tục xung đột là một thảm họa nhân đạo với những cái giá to lớn đối với phương tây và thế giới không lên là một tội ác tưởng chừng như không có tư tưởng câu trả lời buộc phải là cuộc dàn xếp trong những trường hợp không thể chấp nhận được thực hiện các bước để thay đổi cán quân quyền lực có thể thay đổi hoàn toàn Hoàn cảnh mà cuộc chiến này kết thúc, Ukraine đang giữ cho cánh cửa ngoại giao rộng mở nhưng đồng thời làm việc để thay đổi các thông số hoạt động ngoại giao đó xảy ra. Hoa Kỳ và các đồng minh cũng cần phải nói ngại về mối đe dọa kinh tế và chính trị đang gia tăng mà một cuộc chiến tranh kéo dài gây ra đối với nền dân chủ toàn kết phương Tây. Cộng đồng xuyên đại Tây Dương cho đến nay đã thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm đáng kể trong việc hỗ trợ Ukraine, nhưng sức mạnh ở lại của phương Tây có thể rất mỏng manh Bước đầu tiên để kết thúc chiến tranh là nói về kết thúc chiến tranh Thật sự không may Trong tuần này chúng tôi đã đọc được ngay cả việc bắt đầu cuộc trò chuyện Đó dường như đi quá giới hạn Theo ông Boem Ít nhất cũng đáng để các nhà ngoại giao Mỹ và phương Tây tiếp cận Với các nhà lãnh đạo của cả hai nước Để tìm hiểu xem liệu có một hình thức thỏa hiệp có nằm trong tầm tay hay không Lựa chọn thay thế là nhiều tháng hoặc nhiều năm Chiến tranh khốc liệt và cuối cùng rất có thể kết quả sẽ giống hệt nhau. Vấn đề là các điều khoản mà Nga đặt ra cho thấy bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan đến việc khóa chặt lợi ích chiến trường của họ. Giờ đây, nước này đã xác nhập bất hợp pháp một số khu vực của Ukraine. Bất kỳ điều kiện tiên quyết nào mà tiên quyết nào mà ông Putin đặt ra sẽ không thể để Kiev đồng ý. Và việc nùi lại các vị trí như vậy sẽ khiến nhà lãnh đạo Nga thất bại mà ông ta rất muốn tránh. Vì vậy, mặc dù ý tưởng nói chuyện có vẻ hấp dẫn, nhưng vẫn chưa rõ có cách nào mà mỹ có thể thay đổi tính toán của cả hai bên con đường đi đến hòa bình sẽ liên quan đến các cuộc đàm phán và ngừng bắn nhưng chỉ khi ukraine và các nước bạn bè của họ có một bàn tay mạnh mẽ hơn tổng thống nga putin phải ở trong một tình thế bấp bênh hơn rất nhiều khi ukraine sẽ nhận được nền hòa bình mà nước này xứng đáng có được một nền hòa bình không thể bị chiếm đóng đề xuất khác vào lúc này sẽ làm suy yếu sự hỗ trợ thống nhất ukraine thậm chí chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Phản công của nó đang diễn ra tốt đẹp, tốt hơn hết là hãy tiếp tục đẩy nùi những kẻ xâm lược. Thất bại có thể là cách duy nhất để buộc Nga phải rút lui, nhưng quá trình đó có thể mất vài tháng. Người dân Ukraine sẽ kiếm hòa bình với bất kỳ giá nào, cũng không nên như vậy. Bản tin tiếp theo sẽ là bản tin Chỉ huy lực lượng hạt nhân nói với Ukraine chỉ là sự khởi động cho cuộc khủng hoảng lớn hơn sĩ quan hải quân cao cấp phụ trách bộ ba hạt nhân của Mỹ nói rằng căng thẳng trên toàn thế giới hiện nay do cuộc chiến của Nga và Ukraine có thể là hành động ở đầu cho một cuộc xung đột lớn hơn mà Mỹ phải chuẩn bị. Trong phát biểu tại Hội nghị Cập nhật Công nghiệp và Chuyên đề Thường niên năm 2022 của Liên đoàn Tàu Ngầm Hải quân Tự bộ Tư lệnh Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, Đô đốc Charles Richard cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ là khởi động. Ông nói, một sự kiện lớn sắp đến và sẽ không còn bao lâu nữa. Chúng ta sẽ được thử nghiệm theo những cách mà chúng ta không được thử nghiệm trong một thời gian dài. Ông có nói, ông cũng cho biết mức độ răn đe của lực lượng Mỹ chống lại Trung Quốc, một cuộc đối đầu cạnh tranh và đối thủ lớn hơn dần vì Trung Quốc đã có thể xây dựng và triển khai nhiều năng lực trên thực địa với tốc độ nhanh hơn với các đối tác Mỹ của họ. Khi những đường cong đó tiếp tục sẽ không quan trọng, của chúng ta tốt đến mức nào hay các chỉ huy của chúng ta giỏi đến mức nào hay ngựa của chúng ta tốt đến mức nào chúng ta sẽ không có đủ chứng và đó là một vấn đề rất là ngắn hạn ông có nói mặc dù ông nói thêm rằng lực lượng tàu ngầm Mỹ vẫn có thể là lợi thế và bản tin tiếp theo tôi muốn gửi đến là bản tin liên quan đến Triều Tiên Triều Tiên bắn 4 tên lửa đạn đạo khi Mỹ và Seoul kết thúc một cuộc tập trận Quân đội Hàn Quốc cho biết khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận quân sự kéo dài 6 ngày, Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Tây vào hôm thứ Bảy. Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa trong tuần này, bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có khả năng bị hỏng khiến Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án. Đồng thời, đồng thời làm dấy lên suy đoán rằng nước này đã có thể chuẩn bị tiếp tục thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017 các vụ phóng vào thứ bảy trong khoảng thời gian từ 11 giờ 31 đến 11 giờ 59 sáng diễn ra khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận mà họ bắt đầu vào thứ hai. Các tên lửa đã bay khoảng 130 km, đạt độ cao 20 km. Seoul cho biết cuộc tập trận của đồng minh có sự tham gia khoảng 240 máy bay quân sự và hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ, cũng như bốn máy bay chiến đấu F-16, 4 F-35A theo tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên B-1B được triển khai trong các cuộc tập trận Mỹ-Hàn kể từ năm 2017, cho thấy khả năng phòng thủ tổng hợp và quyết tâm của Hàn Quốc và Mỹ trong việc kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên và ý chí Hoa Kỳ để thực hiện một cam kết mạnh mẽ để mở động đan đe các lãnh đạo chung cho biết một tuyên bố. Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu yêu cầu Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận không quân khiêu khích Hàn Quốc cho biết họ đã điều khiển máy bay chiến đấu để đáp trả 180 chuyến bay quân sự của Triều Tiên gần biên giới chung hai nước hôm thứ hai nước hôm thứ sáu. Hôm thứ tư, Triều Tiên đã bắn 23 tên lửa kỷ lục mỗi ngày, trong đó có một quả tên lửa hạ cánh lần đầu tiên ở ngoài khơi Hàn Quốc. Sau khi Bình Nhưỡng đe dọa áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, trừ khi Washington ngừng các cuộc tập trận không quân với đồng minh Hàn Quốc một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố vào cuối thứ sáu cảnh báo rằng hành động khiêu khích kéo dài nhất định phải được theo sau bởi hành động phản công lâu dài. Trong những năm gần đây, Hội đồng Bảo an đã chia rẽ về cách đối phó với Triều Tiên vào tháng 5. Trung Quốc và Nga đã phủ quyết lỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt thêm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc để đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại